sanh nghe được danh hiệu của ngài đều có được tín tâm kiên cố nơi bản nguyện siêu thắng và cõi nước cực lạc thanh tịnh trang nghiêm con ngài quy pháp môn tịnh độ tín nguyện trì danh cầu sanh cực lạc nguyện cho hết thảy chúng sanh đều được thọ trì tu tập phương tiện thành phật tối thắng này con ngài quy đức quán thế âm bồ tát đức đại thế chí bồ tát và thanh tịnh đại hại chúng bồ tát nguyện cho hết thảy chúng sanh đều phát bồ đề tâm sanh về cực lạc nhập thanh tịnh chúng chóng thành phật đạo tịnh độ đại kinh giả diễn nghĩa tập thứ sáu do tịnh Thông lão pháp sư chủ giảng ngày 10 tháng 4 năm 2010 giảng tại hiệp hội phật đà giáo dục Hồng Kông chư vị pháp sư chư vị đồng học xin mời ngồi xuống <laughs> xin xem đại thừa vô lượng thọ kinh giải trang thứ tư hàng thứ bảy Đây là đoạn thứ hai Chúng ta vẫn đọc từ đầu Vương thị hội kinh Tuy đại hữu công ư tịnh tông Đảng sở hội chi bổn phả đa chuyển ngộ Bạch khuê chi hà Hiền giả tích chi Liên trì đại sư dị kỳ sao tiền trước hậu khử thủ vị tận bành thiệu thân cư sĩ xích chi vi lăng loạn quay chuyển bất hợp viên chỉ chúng ta xem trước chỗ này trong phần trước tôi đã giới thiệu các phiên bản kinh vô lượng thọ hiện đang được lưu thông ngoài năm bản dịch gốc ra còn có bốn bản nữa ba bản là bản hội tập một bản là bản tiết lục nhân tiện tôi giới thiệu ở đây vương thị là vương long thư hay vương nhật hưu hội tập kinh vô lượng thọ sớm nhất có thể thấy là từ rất sớm đã có người chú ý tới vấn đề này các phiên bản nhiều lắm mà nội dung sai biệt rất lớn nếu bảo năm bản đều cùng đọc quả thật rất phiền đọc một loại sẽ chẳng thấy được những điều được nói trong bốn bản kia trong bốn bản kia có rất nhiều kinh văn không có trong bản này rất đáng tiếc vì thế đó là một nhân tố quan trọng khiến cho những bản này được lưu thông rất ít cư sĩ vương long thư là người đời tống trong phần trên đã giới thiệu ông ta trước tác rất phong phú niệm phật thật sự có công phu khi giảng sanh là đứng mắt bộ tĩnh độ văn của ông ta vô cùng hay cũng có thể dùng để học quốc văn trong phần trước, tôi đã từng giới thiệu cùng với quý vị Trúc Sông Tùy Bút của Liên Trì Đại Sư, Liên Phong Tông Luận của Ngậu Ích Đại Sư và Tịnh Độ Văn của Cư Sĩ Vương Long Thư cũng hết sức hay. Văn tự hết sức khá đều là những tác phẩm văn chương hay của các bậc đại đức trong tịnh tông chúng ta học văn chương văn ngôn coi những tác phẩm ấy như sách để học quốc văn rất tốt sau khi bản hội tập của ông ta ra đời được lưu thông rất rộng quý vị thấy đại chánh tạng của nhật bản và Long Tạng được biên tập dưới đời Vua Cạn Long đều nhập tạng bản này. Có thể đưa vào Đại Tạng Kinh, tức là được các vị Đại Đức Thuận ấy chấp nhận. Thế nhưng bản của ông ta vẫn có sai lầm. Xuyển ngộ là sai lầm, còn có những sai sót. Bạch Khuê Chi Hà, Hiền Giả Tích Chi, Hai câu này thể hiện ý tiếc hận Đáng tiếc là ông ta làm chưa viên mãn Còn có khuyết điểm Liên trì đại sư cũng hết sức bội phục ông Dương Trong bộ Di Đà Kinh Sớ Sao Đây là một tác phẩm rất to lớn Kinh văn Kinh Vô Lượng Thọ được trích dẫn trong ấy Quá nữa là trích từ bản hội tập của cư sĩ Long Thư. Đây cũng là khẳng định giá trị của bản hội tập ấy. Đương nhiên, bản ấy chẳng thể tận thiền, tận mỹ, nên liên trì đại sư cũng phê bình. Bảo bản này của họ Dương sao chép kinh văn trong phần trước, ghép phần trước tác của chính mình vào phần sau, Lấy bỏ chưa trọn vẹn hai câu này trong phần sau đều có giải thích bành thiệu thăng có tiết bổn chẳng phải là hội tập chỉ lấy bản của ngài khang tăng khải Bản dịch của Ngài Khang Tăng Khải cũng chẳng dễ đọc cho lắm. Ông Bành đem chỉnh lý một lần nữa, soạn thành bản mới, gạt bỏ những chỗ trúc trắc, thiếu trôi chảy. Cho nên bản dịch này đọc lên rất lưu loát, coi như là một bản kinh hay, nhưng chẳng thể coi là bản hội tập mà coi là tiết bổn. Ông ta cũng phê bình bản hội tập của cư sĩ Long Thư, bảo là lăng loạn, quay xuyển, bất hợp, viên chỉ. Cũng là nói bản hội tập của ông ta chưa hoàn mỹ. Chẳng thể bảo ông Vương không có công lao gì. Quả thật là công lao cũng chẳng thể xóa sạch. Nhưng chưa phải là bản hoàng mỹ Đây là chuyện rất đáng tiếc Tiếp đó là lời giải thích của lão cư sĩ Hoàng Niệm Tổ Kim Bút Giả Nói về người cầm bút Viết bản chú giải này Tức là lão cư sĩ Hoàng Niệm Tổ Ngưỡng thừa cổ đức chư thuyết Nói theo cách hiện thời là căn cứ trên cách nói của cổ đại đức Thiết kê vương thị chi thất Thiết kê là theo cách so sánh, cách nghĩ của riêng tôi Bản hội tập của cư sĩ Long Thư tối thiểu có ba chỗ sai sót. Thứ nhất là vương thị hội tập cẩn cứ tứ chủng, vị cập đường dịch, đường dịch danh vô lượng thọ như lai hội, xuất tự đại bảo tích kinh, nải bồ đề lưu chí đại sư sở dịch, đa áo diệu tinh yếu chi văn, Vi tha dịch sở vô Tha dịch là bốn bản dịch gốc kia Trong ấy không có những điều Được nói trong bản đường dịch Quả thật cư sĩ Long Thư cả đời Chưa thấy bản như lai hội Trong kinh đại bảo tích Từ chỗ này Chúng ta mới hiểu vào thời cổ Có được kinh sách đâu phải dễ Vì thuở ấy Kinh sách đều vẫn phải chép bằng tay Vì thế trong kinh sách Cổ truyền có chữ sai là chuyện khó tránh Một bộ kinh phân lượng to như vậy Khó tránh khỏi chép thiếu Hoặc chép sai một chữ Hết sức khó tránh chuyện này Bản này tức bản đường dịch như lão cư sĩ Hoàng Niệm Tổ đã nói Có nhiều đoạn văn tự áo diệu tinh yếu Chẳng thấy có trong bốn bản dịch kia Đương nhiên đây là điều sai sót Đây là chỗ chẳng viên mãn thứ nhất Tức là Ông Dương chưa đọc trọn năm bản dịch gốc Đó là điều thứ nhất Thứ hai Khử thủ vị tận Đây là lời liên trị Đại sư Phê Bình Chề lão nhân gia Tức ông Vương Nhật Hưu Chọn và bỏ chưa trọn vẹn Tức là nói thủ phồn di yếu cải thâm vi thiển ông ta mắc phải khuyết điểm này những chỗ rườm rà đáng nên tinh giản ông ta vẫn cứ chép vào bản hồi tập những thứ quan trọng bị bỏ sót vì sơ ý mà bỏ sót nêu ra thí dụ nhằm chứng tỏ lời phê phán này chẳng phải là nói tùy tiện lệ như liên trì đại sư sở trách như tam bối vãng sanh trong đoạn kinh văn này ngụy dịch giai viết phát bồ đề tâm của ngài phát khang tăng khải trong bản dịch, dịch của ngài khang tăng khải ba bậc giảng sanh đều phát bồ đề tâm nhưng trong bản hội tập của vương long thư chỉ có bậc trung là phát bồ đề tâm bậc hạ chẳng phát Chẳng hề phát bồ đề tâm Trong bậc thượng cũng chẳng nói Không đề cập Tắc cao hạ thất thứ Cố vân vị tận Đây là nói khử thủ vị tận Lời Ngài nói có căn cứ Ngài bảo Do thượng lệ khả kiến Thượng cánh bất ngôn bậc trung đã phát bồ đề tâm Có thể thấy bậc thượng phải phát bồ đề tâm nhưng trong bản hội dịch bậc thượng hoàn toàn chẳng nói phát bồ đề tâm thượng là thượng bối vãng sanh chẳng nói tới phát bồ đề tâm bồ đề tâm quan trọng lắm đây là di yếu nghĩa là bỏ sót điều quan trọng đối với bậc hạ cũng phải nói phát bồ đề tâm nhưng ông ta viết là chẳng phát tức là bậc hạ có thể chẳng cần phát bồ đề tâm cải thâm vi thiển đây là chỗ liên trì đại sư và bành cư sĩ chê trách ông Dương. Thật sự có căn cứ, chẳng phải là nói tùy tiện. Thứ ba, xuất ý tăng văn, nhiễm nhược tự trước. Xuất ý là tùy ý Tăng là văn tự Giống như chính mình sáng tác Điều này có thể chấp nhận Phiên dịch thì được Nếu quý vị dịch từ tiếng Phạn sang tiếng Hán Thì chấp nhận được Vì quý vị phải chăm trước Dùng câu chữ nào cho lời văn kể gọn dễ hiểu Nhưng không sai ý Hội tập thì không thể Hội tập phải nhất định dùng nguyên văn chẳng thể thay đổi văn tự ấn quan đại sư hết sức coi trọng chuyện này bởi, bởi lẽ tùy tiện sửa đổi văn tự tôi nghĩ dùng câu chữ theo kiểu này mới hay tôi, tôi bèn sửa quý vị cho rằng hành văn theo kiểu, kiểu kia mới hay quý vị lại sửa sửa tới sửa lui đến cuối cùng chẳng còn cách nào đọc kinh phật nữa Do vậy phải tôn trọng lời dịch gốc Nhất định chớ nên sửa đổi Dẫu nhận thấy Câu văn hay đoạn văn ấy có vấn đề Có thể ghi chú bên cạnh Chẳng thể sửa chữ của người ta Đây là quy củ Do vậy chỗ này là sơ sót Cố liên trì đại sư trách viết Quở trách ông Dương Sao tiền trước hậu Vị thuận dịch pháp ngay sau đó cụ hoàng giảng rõ Cái trách kỳ sao dẫn kinh văn ư tiền Ấy là dê trách ông Dương Đã sao lục kinh văn trong phần trước Đó là sao tiền Phục hữu tự trước cú tự ư hậu Ghép ý kiến của chính mình vào sao kinh văn Cũng giống như chính mình dịch dạy Sai lầm rồi Phía sau mỗi đoạn kinh nếu có kiến giải có thể dùng chữ nhỏ ghi chú bên cạnh nhất định chẳng ghi lẫn lộn vào kinh văn đây là một điều kỵ húy rất lớn đó gọi là sao tiền trước hậu vị thuận dịch pháp dịch kinh có quy củ dịch kinh ở đây là đã vi phạm quy củ dịch kinh ông ta cũng chẳng phải là phiên dịch mà là hội tập. Tiếp đó, cụ hoàng giảng, cái thị hội tập tất tu y cứ nguyên kinh, dạng dạng bất khả ư nguyên dịch ngoại thiện tăng văn cú. Cư sĩ Long Thư Phạm Quy Củ này, anh hội tập chẳng phải là phiên dịch anh phiên dịch thì được Chính anh chăm trước nên dùng chữ gì Dùng từ gì để dịch ý nghĩa tiếng Phạn này Được phép làm như thế Nhưng trong hội tập thì không được Bởi lẽ anh chẳng dựa trên nguyên văn bằng tiếng Phạn Mà dùng bản dịch do người khác đã dịch sang tiếng Hán Anh nhất định phải tôn trọng phải tuân theo nguyên văn Chẳng thể thay đổi động chạm chữ nào Đây là quy củ hội tập Vậy thì cư sĩ Long Thư đã sửa đổi Sửa có khéo tay không? Sửa thật khéo Tuy sửa thật khéo Nhưng đã phá hoại quy củ Không được rồi Quý vị chẳng thể phá hoại quy củ Chẳng thể tạo ra tiền lệ này Quý vị đã sửa được Người khác cũng có thể sửa Đối với quý vị thì không có vấn đề gì Đối với kinh Phật Sự tu dưỡng của quý vị đã đạt tới tiêu chuẩn Công phu và cảnh giới tu trì cũng đạt tới Quý vị có sửa cũng chẳng sao Nhưng hệ tạo nên tiền lệ này Người đời sau sẽ như thế nào? Người đời sau tuy chưa có trình độ như quý vị Đúng Mà cũng sửa chữa cái... 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 Cư sĩ Vương Long Thư đã có thể sửa Lẽ nào ta chẳng thể sửa Hệ tiền lệ này được lập ra Sau này những tệ đoan sẽ xuất hiện Nói thật ra bản hội tập của Vương Long Thư có vấn đề Bản của Ngụy Mặt Thâm cũng có vấn đề Chúng ta xem kỹ Ông ta sửa có khéo hay không? sửa đúng là khéo lắm nhưng nếu quý vị nghĩ tới những tác hại về sau đáng sợ lắm không thể tạo nên tiền lệ này chẳng phải là nói ông ta sửa không hay mà là nói chẳng thể lập ra tiền lệ phải như thế nào mới trọn vẹn đôi bề tôi vừa mới nói đấy thôi Dùng chữ ghi chú nhỏ bên cạnh thì được Cách này có thể tận thiện tận mỹ Do vậy đây là Cố trách vương thị vị thuận dịch pháp Do thượng khả kiến vương thị chi thất Do ông ta có những chỗ thiếu sót Bản hội tập này có những chỗ sai sót Phi thị bất ưng hội tập Ni tại ư hội bổn di đa tỳ giả, đó là tỳ vết. Do có những tỳ vết nên chẳng thể gọi là tận thiện tận mỹ. Đây là kiến thức thông thường, nhưng là một kiến thức thông thường rất quan trọng. Chúng ta học Phật cần phải tôn trọng kinh điển. Chẳng thể tùy tiện sửa đổi nguyên văn kinh điển Mà đối với chú giải của cổ đại đức Cũng trở nên tùy tiện thêm bớt văn tự Cổ đức có thể chú giải bộ kinh này Bản chú giải ấy có thể lưu truyền cho tới hiện thời. Nói chung là mấy trăm năm. Trong mấy trăm năm ấy, người đọc tác phẩm ấy rất nhiều. Quý vị thấy cổ nhân đều tôn trọng Cớ sao chúng ta có thể tùy ý sửa đổi văn tự? Đây là chuyện rất thiếu đạo đức chúng ta có ý kiến có thể thêm ghi chú vào bên cạnh làm như vậy thì được chúng ta lại đọc đoạn tiếp theo bành thiệu thăng cư sĩ hám ư vương bổn chi thất đây là nói rất đáng tiếc cảm thấy bản của ông Dương là một bản hay nhưng hết sức đáng tiếc là có chút tỳ chết này chưa hoàn mỹ nãy thủ ngụy dịch bổ nhi sang tiết chi ông ta chỉ lấy một bản chẳng thể coi việc làm này của ông ta là hội tập do chỉ lấy bản dịch của ngài khang tăng khải đời tào ngụy vào thời đại tam quốc tào tháo cầm quyền là tào ngụy ngài khang tăng khải là người thuở đó bởi <laughs> lẽ trong thời đại tam quốc phật pháp đã khá hương thịnh ngụy thục ngô đều có phật giáo các địa phương đều có đạo tràng phật giáo thị vô lượng thọ kinh chi đệ nhất chủng bản của ông vương long thư vừa nói trong phần trên là loại thứ sáu năm loại trước là bản dịch gốc loại thứ sáu là bản hội tập của vương long thư bản của bành thiệu thăng là loại thứ bảy loại thứ bảy là tiết bổn cũng được lưu thông người ta cũng thích đọc đảng thử cẩn vi ngụy dịch nhất chủng chi tiết bổn nhi phi chư dịch chi hội bổn trong thời đại hiện tại này bản tiết bổn này là gì được gọi là kiến thức bùng nổ quý vị thấy số lượng sách so với xưa kia nhiều hơn bao nhiêu trước đây in ra một quyển sách chẳng dễ dàng hiện thời nhất là do computer quá tiến bộ xuất bản một quyển sách là chuyện dễ ợt chúng ta vào tiệm sách mà xem trước kia vào tiệm sách từ trường hết sức tốt đẹp bước vào thư viện hay tiệm sách từ trường đặc biệt tốt nay thì không còn nữa hiện thời thỉnh thoảng tôi đến tiệm sách tìm mấy cuốn sách vừa bước vào tiệm cảm nhận từ trường hết sức xấu nguyên nhân do gì chánh luận chẳng còn nữa đều là tà tri tà kiến nên tạo cảm giác hết sức lớn hết sức rõ rệt lúc tôi còn trẻ thường la cà tiệm sách Quả thật là tối thiểu những sách vở của cổ nhân chiếm phân nửa một nửa là của người thời nay nửa kia của cổ nhân hiện thời tác phẩm của cổ nhân ít ỏi chúng ta tới tiệm sách sẽ thấy chỉ là một góc nhỏ những tác phẩm khác đều của con người hiện thời vì thế từ trường rất bất hảo kiếm một nơi có từ trường thanh tịnh thoải mái gần như hiện nay tìm không ra do nguyên nhân gì tôi nghĩ mọi người chúng ta đều biết ai phá hoại từ trường chính là khoa học kỹ thuật những thứ vừa mới được phát minh đã phá hoại từ trường của cả địa cầu chúng ta hãy quan sát cẩn thận cuộc sống của chúng ta những thứ người bình thường ăn đúng như kinh vô lượng thọ đã nói khổ ẩm thực độc toàn ăn thứ độc địa thịt các động vật Nếu là 60 năm trước, chẳng nói xa xôi, so với 60 năm trước. Người 7, 80 tuổi có thể nhớ lại những món thịt quý vị đã ăn lúc còn nhỏ có mùi vị giống với thịt mình ăn trong hiện tại hay không? Tôi từng hỏi sư mẫu của tôi tức phu nhân của tiên sinh phương Đông Mỹ. Tôi nêu ra câu hỏi, các bà ăn thịt heo, thịt gà. So với lúc tuổi thơ, tuổi thiếu niên, thấy có cùng mùi vị chăng? Bà ta suy nghĩ 3-4 phút rồi cho biết, khác hẳn, Chúng ta là người ăn chay. Hãy suy nghĩ cẩn thận. Nay chúng ta ăn rau. Những thứ rau thường ăn. Cải bẻ trắng cũng vậy. Rau dền cũng thế. Củ cải cũng thế. Đặc biệt là các loại nấm. Có giống như 60 năm trước hay không? Quá khác biệt. 60 năm trước, vị nấm đông cô ngon hơn nhiều, tuyệt hơn nhiều. Hiện nay chẳng có mùi vị gì. Thấy chúng rất lớn, hình dáng rất dễ ưa, nhưng chẳng có vị gì hết. Rau dưa cũng chẳng tươi ngon như trước, đều chẳng còn nữa. Do nguyên nhân gì? Thuốc trừ sâu và phân hóa học đã phá hoại rồi. do vậy đất đai hiện thời có chất độc quý vị trồng thứ gì cũng đều có độc đây chẳng phải là thực độc tức ăn chất độc ư đúng vậy chẳng giả tí nào vì thế người sống trong thế gian này càng sống càng vô vị cuộc sống càng ngày càng khổ khoa học hiện thời nói tới gì cơ nhân phá hoại toàn bộ cơ nhân phá hoại hoàn cảnh thiên nhiên phá hoại cuộc sống của chúng ta Chúng ta coi phần tiếp theo Ư thị vãng thanh ngụy thừa quán Chúng ta thường gọi ông này là Ngụy Mặt Thâm Đáng ra phải gọi là Ngụy Nguyên Ngụy Cư Sĩ là người đời thanh nói giảng thanh vì ông ta sống vào thời hàm phong chúng ta biết từ hy thái hậu là phi tử của hoàng đế hàm phong vị cứu long thư chi thất thủ ngũ chủng nguyên dịch lắng hành hội tập biệt thành nhất thư Sơ nhân danh vô lượng thọ kinh Hậu kinh chánh định vương canh tâm Thị cải danh vi Maha A Di Đà Kinh Bản này hiện thời không được lưu thông Nhưng trong Đại Tạng Kinh thì có đây là bản thứ 8 của Kinh Vô Lượng Thọ. Ngụy bổn văn tự giảng khiết, tinh đáng, viễn quá vương bổn. Hội tập khá lắm. Tiến bộ hơn so với bản của ông Vương Long Thư. Đảng xuất tự tăng văn chi bệnh Vị năng tận miễn Cố ngụy bổn diệt vị tận thiện giả Trong văn sau Ấn quan Đại sư phê bình ông ngụy Đã tùy tiện dựa theo ý mình Sửa chữa văn tự trong kinh văn Chuyện này lúc chúng tôi mới học kinh giáo với thầy Lý tại Đài Trung. Thầy có nêu lên vấn đề này. Ông ta sửa có khéo hay không? Sửa thật khéo lắm, nhưng cũng là tạo ra tiền lệ. Quý vị thấy Vương Long Thư đã lập ra tiền lệ này Ngụy mặt thâm lại noi theo lệ ấy Đáng sợ quá Sợ sẽ tạo thành tiền lệ cho những kẻ chưa đạt trình độ như vậy Chưa có cảnh giới này Sẽ mặc sức sửa kinh Vấn đề này nghiêm trọng lắm tiết bổn như chúng tôi vừa mới nói đối với xã hội hiện tại rất cần thiết vì người trong xã hội hiện tại chuộng đơn giản quý vị có một quyển kinh sách kích thước to như thế chắc người ta chẳng muốn đọc mà cũng chẳng có thời gian để đọc càng đơn giản càng hay người ta càng ưa thích đặc biệt là đối với phần tử tri thức Do vậy tôi cũng soạn tiết bổn Biên soạn tiết bổn cho kinh thập thiện nghiệp đạo Đối với đệ tử quy Tôi cũng soạn tiết bổn Tiết bổn thập thiện nghiệp đạo của tôi Đại khái chỉ có 600 chữ Thuận tiện Mọi người đọc sẽ vui vẻ lưu thông dễ dàng. Tôi còn có một tiết bổn nữa. Đó là tiết bổn cuốn Kim Cang Kinh Giảng Nghĩa của cư sĩ Giang Vị Nông. Cuốn Giảng Nghĩa phân lượng rất lớn. Tôi trích lấy những điều trọng yếu. Tôi đã từng giảng kinh Kim Cang một lần. Hình như là giảng kinh Kim Cang giảng nghĩa tiết yếu. Dùng cuốn tiết bổn này để giảng. Tiết bổn này cũng được lưu thông có thể nói là rất thuận tiện cho người mới học quý vị muốn thâm nhập hãy đọc nguyên bản trong thời đại hiện tại có nhu cầu này tiếp theo đó là nói đến bản hội tập này giới thiệu nhân duyên khiến cư sĩ hạ liên cư hội tập tiên sư hạ liên cư lão cư sĩ thầy của lão cư sĩ hoàng niệm tổ đã qua đời đã giảng sanh nên gọi là tiên sư lão cư sĩ hạ liên cư trước hết Giới thiệu giảng lược đức hạnh của lão cư sĩ. Bi trí song vận, cụ thật sự có lòng từ bi, có trí huệ. Chữ song chỉ từ bi và trí huệ. tự hành hóa tha vận là vận dụng để tự hành dạy người điều này khá khó khăn có những người sẵn lòng từ bi nhưng thiếu trí huệ có kẻ có trí huệ lại thiếu lòng từ bi không chịu dạy người khác đều chẳng hoàn bị có trí huệ lại chịu dạy người khác chính là bồ tát đấy tông thuyết câu thông tông là thiền tông thuyết là giáo hạ nói đến đại thừa phật pháp của trung quốc thì chính là tông môn và giáo hạ do vậy bản thân phật giáo còn được gọi là tông giáo chẳng liên quan gì đến từ ngữ tôn giáo như chúng ta nói trong hiện thời nhất định phải biết điều này phật pháp tự xưng là tông giáo tông ở đây là thiền tông còn gọi là tông môn chính tông phái ngoài thiền tông đều gọi là giáo hạ tại sao nói như thế phương thức giáo học khác nhau thiền tông là ngộ hậu khởi tu khi chưa khai ngộ chẳng xem kinh giáo chẳng đọc kinh điển sau khi khai ngộ rồi mới xem kinh điển còn giáo hạ dốc sức nơi kinh điển trước đến cuối cùng là khai ngộ vì thế đây là hai con đường khác nhau như vậy thì thiền tông thích ứng với căn tánh nào bậc thượng thượng căn đó là đối tượng của thiền người thường không tu được chúng ta phải hiểu điều này người tầm thường không tu thiền được bởi lẽ chẳng phải là bậc thượng thượng căn nếu quý vị tham thiền tham suốt đời vẫn gọi là tham uổng công quý vị chẳng khai ngộ nếu quý vị chẳng thể khai ngộ sẽ chẳng thể liễu sanh tử nói cách khác đáng luân hồi như thế nào thì vẫn luân hồi như thế ấy do vậy lúc tôi mới học phật ba vị thầy đều cảnh cáo tôi đừng nên học thiền tông quyết định không thể học theo lục tổ đàn kinh chẳng thể học đòi ngài huệ năng họ thẳng thừng bảo tôi anh không hội đủ điều kiện thầy phương giới thiệu pháp tướng duy thức và đại phương quảng phật hoa nghiêm thầy lý giới thiệu tịnh độ và đại phật đảnh thủ lăng nghiêm đó là giáo hạ đối tượng của giáo hạ là ba căn thượng trung hạ dốc sức nơi kinh điển theo thứ tự tiến lên dần dần giống như đi học quý vị học từ tiểu học trung học đại học đến nghiên cứu sinh từ từ tiến lên đối tượng của thiền tông là đứa trẻ thiên tài nó chẳng cần đến tiểu học trung học đại học chẳng hề cần có thể vào ngay ban nghiên cứu sinh có bản lãnh này vì thế thiếu bản lãnh này Chẳng thể học theo họ được Đúng là chẳng thể tùy tiện học tập được Vì thế trong Phật Pháp giữa thiền và mật Mật hay hơn thiền một chút Đúng là nếu chẳng phải là bậc thượng thượng căn Sẽ chẳng đạt lợi ích nơi thiền tông Mật cũng như vậy nhưng mật còn có thứ tự trước hết học hiển giáo hiển giáo có trình độ nhất định hiển giáo là giáo hạ có trình độ nhất định phải tham gia khảo thí cũng có nghĩa là Chưa đại triệt đại ngộ trong hiển giáo Sẽ chẳng thể học mật Đại triệt đại ngộ kiến tánh rồi So ra mức độ đại triệt đại ngộ thấp nhất Phải là đại ngộ Có tiểu ngộ, có đại ngộ Nói cách khác Người muốn tu mật phải đạt được tâm thanh tịnh đối với đại triệt đại ngộ chúng ta dùng ngay tiêu chuẩn trong tựa đề kinh này thanh tịnh bình đẳng giác giác là đại triệt đại ngộ minh tâm kiến tánh đó là điều kiện của thiền tông điều kiện của tông môn trong giáo hạ quý vị đắc thanh tịnh tâm thưa quý vị Đắc thanh tịnh tâm là buông kiến tư phiền não xuống Chẳng còn chấp trước nữa Đương nhiên trí huệ mở mang Tâm thanh tịnh sanh trí huệ Đó gọi là khai ngộ Vẫn chưa phải là đại ngộ nhưng nếu đã thật sự đắc thanh tịnh tâm đoạn hết kiến tư phiền não có thể học mật được hay không có thể được nhưng vẫn chưa phải là học sinh chính thức của mật tông học sinh chính thức của mật tông còn phải nâng cảnh giới lên cao hơn một tầng nữa là đại ngộ chưa phải là triệt ngộ mà là đại ngộ đại ngộ là gì vẫn phải buông trần sai phiền não xuống đối với hết thảy các pháp thế gian và xuất thế gian chẳng phân biệt đó là học sinh chính thức của mật tông quý vị mới có tư cách học tập chẳng dễ dàng đâu nhé Người ấy đã đại ngộ Nhưng vẫn chưa triệt ngộ Vì sao? Vẫn còn khởi tâm động niệm Khởi tâm động niệm Tức là chưa phá vô minh phiền não Chúng ta chọn lựa pháp môn Chính mình hiểu rõ ràng căn tánh của chính mình Chọn sai là quý vị đã uống lầm thuốc Bị mắc bệnh mà uống lầm thuốc Không chỉ chẳng trị hết bệnh mà không chừng bệnh còn nặng hơn Quý vị nói có phiền lắm không? Phật Pháp là thuốc Tám dạng bốn ngàn pháp môn giống như vào tiệm thuốc Thấy các món thuốc bày la liệt nhiều ngần ấy Quý vị có thể uống hết chăng? Có dám uống hay chăng? Chúng ta biết không có bác sĩ kê toa chẳng dám uống Sợ uống vô là rồi rời Vậy mà Phật Pháp quý vị tùy tiện tu Chẳng sợ hay sao? vì thế trong kinh đại thừa trong kinh hoa nghiêm có nói phật pháp không có ai nói dẫu là người trí cũng chẳng thể hiểu những vị tổ sư đại đức từ xưa giống như bác sĩ hay giống như y tá họ thông hiểu chúng ta muốn học Phật hãy kiếm những người ấy họ thấy chúng ta thuộc căn tính nào sẽ giới thiệu cho chúng ta kinh điển nào để là chuyện tất yếu chính mình trở nên tùy tiện mò mẫm do vậy quý vị thấy trong sự học phật thầy là mấu chốt quyết định sự thành bại đối với sự tu học của quý vị trong một đời này nếu quý vị thật sự gặp được thiện tri thức hay một vị thầy thật sự tốt đẹp quý vị sẽ chiếm tiện nghi rất lớn vì sao không đi theo đường dòng chính mình mắc bệnh hãy tìm một bác sĩ giỏi bác sĩ khám bệnh kê toa quý vị uống thuốc ấy vào sẽ khỏi bệnh vì thế thiện hữu trong phật môn khó gặp cỡ. chúng ta đến nơi đâu để cầu bất quá trong hiện tại cũng chẳng có ai cầu vì sao ngay cả đối với cha mẹ mà cũng không hiếu thảo chẳng cần đến họ còn nói gì đến tôn trọng thầy phật pháp là giáo dục của thánh hiền là giáo dục của bậc đại thánh đại hiền nếu quý vị không biết tôn sư trọng đạo đến nơi đâu để cầu chẳng có chỗ nào để cầu nhà phật thường nói phật độ hữu duyên nhân ai là người có duyên thưa quý vị hiếu thuận phụ mẫu tôn sư trọng đạo kẻ ấy có duyên bất hiếu phụ mẫu bất kính tôn trưởng không coi trọng thánh đạo vô duyên có gặp bậc thiện tri thức chân chánh cũng vô dụng vì sao quý vị chẳng thể tiếp nhận quý vị đọc kinh chẳng hiểu hiểu lệch lạc ý nghĩa chính mình suy tưởng kinh có ý nghĩa gì nghe kinh cũng không hiểu Vì thế, bài Khai Kinh Kệ đã nói rất hay, nguyện giải như lai chân thật nghĩa. Quý vị thiếu tâm tôn kính, thiếu tâm thành kính, nghe rồi sẽ hiểu vặn vẹo ý nghĩa. Dùng phiền não tập khí của chính mình, dùng tri kiến bất chánh để giải thích Kinh Phật. Giải thích hoàn toàn sai bét Học được mấy chục năm Cuối cùng bảo kinh Phật chẳng linh Lại còn hủy bán Vì thế thiện tri thức chân chánh suốt đời Mong kiếm được truyền nhân Thầy truyền dạy Phật Pháp cho ta Ta phải truyền cho ai Nếu không có truyền nhân Quý vị phải soạn sách Đem sở học và sở ngộ của ta viết thành, thành sách hồng lưu truyền sách ấy cho hậu thế hồng, hồng truyền cho những người hữu thương duyên thương trong đời sau chẳng dễ dàng quá khó khăn thầy lý bảo tôi học trò kiếm thầy đã khó mà thầy kiếm được một học trò để truyền pháp càng khó hơn đến đâu dễ tìm chẳng thể nói học trò của thầy lý không đông đông lắm tính toán dè dặt nhất cũng phải hơn năm mươi vạn người trong số đó có mấy ai có thể truyền pháp của cụ Người giảng sanh thì có Người giảng sanh không ít Niệm Phật giảng sanh Kẻ thật sự truyền pháp ít lắm Khó quá Người thật sự truyền pháp Phải hội đủ điều kiện Như Ấn Quang Đại Sư đã dạy đối với thầy một phần thành kính được một phần lợi ích hai phần thành kính được hai phần lợi ích mười phần thành kính quý vị phải mười phần lợi ích chẳng thành kính quý vị nghe suốt một trăm năm ở nơi đó cũng chẳng có lợi ích mấu chốt là ở chỗ này thành kính do đâu mà có thành kính là tánh đức là từ hiếu dưỡng phụ mẫu sanh ra dùng tâm hiếu dưỡng cha mẹ để đối đãi thầy đó là tôn sư trọng đạo đối với cha mẹ cũng chẳng hiếu thuận vậy là xong luôn học phật suốt đời này chẳng có lợi ích gì chỉ gieo chủng tử phật pháp trong a lại gia thức chẳng thể thành tựu trong một đời này. Chúng ta nghe lời này rất kinh sợ. Chẳng thể thành tựu thì làm thế nào đây? Khéo sao có duyên phận đặc biệt với pháp môn tịnh tông. Quý vị phải thật sự học, sám trừ nghiệp chướng, khi còn có một hơi thở tới cuối cùng một niệm hay mười niệm đều có thể giảng sanh đây là chỗ thù thắng trong tịnh tông do vậy tại đài trung liên xã chúng tôi thấy quả thật có không ít liên hữu giảng sanh tính toán dè dặt nhất thì thầy lý giảng kinh dạy học tại đài trung 38 năm à, người theo cụ niệm phật giảng sanh cực lạc thế giới thật sự giảng sanh tôi phỏng đoán phải hơn 500 người công đức này thù thắng thật sự khó có khá lắm do vậy phật pháp là sư đạo sư đạo nhất định lấy hiếu đạo làm cơ sở quý vị thấy tịnh nghiệp tam phước đã nói rất rõ ràng câu đầu tiên là hiếu dưỡng phụ mẫu câu thứ hai là phụng sự sư trưởng từ tâm chẳng giết tu thập thiện nghiệp đấy là điều kiện cơ bản để vào phật môn quý vị phải thực hiện bốn câu này thì mới có thể trở thành một phật tử thật sự nói cách khác đối với kinh phật quý vị có thể tin có thể hiểu đó là thiện căn của quý vị quý vị có thể y giáo phụng hành đó là phước đức quý vị có thể hành có thể chứng giảng sanh là chứng quả bất luận ba bậc chính phẩm Dẫu là hạ hạ phẩm giảng sanh trong cõi phàm thánh đồng cư Quý vị cũng chứng đắc Phật quả viên mãn rốt ráo Vì sao? Sanh về Tây Phương cực lạc thế giới Không một ai chẳng viên thành Phật đạo trong một đời Chúng ta nghiệp chướng nặng nề, sám trừ như thế nào? sám trừ là sửa đổi kinh điển là tiêu chuẩn để biện định thị phi thiện ác bắt đầu học từ chỗ nào đức thế tôn chỉ dạy chúng ta bắt đầu bằng thập thiện nghiệp đạo ngẫu ích đại sư có soạn tiết bổn cho thập thiện nghiệp đạo kinh dài hơn tiết bổn của tôi hãy dùng nó để sửa lỗi đổi mới rất thực dụng trong thực tế những năm qua, bà món căn bản của nho thích đạo do chúng tôi đề xướng là có căn cứ hay không? Có phải là bịa đặt, đồn thổi hay không? Có căn cứ, căn cứ gì vậy? Căn cứ theo điều thứ nhất của tịnh độ tam phước. Hiếu dưỡng phụ mẫu bằng cách nào? Phụng sự sư trưởng bằng cách nào? chúng ta thi hành đệ tử quy một trăm mười ba điều trong đệ tử quy đều là hiếu thân tôn sư xuất phát từ tịnh nghiệp tam phước đối với từ tâm chẳng chiết chúng ta bèn thực hiện thái thượng cảm ứng thiên của đạo gia do sách ấy giảng nhân quả giáo dục để thực hiện câu cuối cùng chúng ta tu thập thiện nghiệp do vậy chúng ta thi hành ba món căn bản của nho thích đạo để là dựa trên điều thứ nhất trong tịnh nghiệp tam phước trước hết quý vị thi hành ba món căn bản, sau đấy mới có thể nhập Phật môn, mới có thể thực sự tiếp nhận Tam quy ngũ giới. Điều thứ hai là thọ trì Tam quy, trọn đủ các giới, chẳng phạm oai nghi. Trong điều này, chuyện rất tuyệt vời. là trọn đủ các giới Trọn đủ là chẳng thiếu một điều nào Trong tiểu thừa có bao nhiêu điều? Ba ngàn oai nghi Tức ba ngàn điều Đại thừa có bao nhiêu điều? Tám dạng bốn ngàn oai nghi Bồ Tát mà tận thiện tận mỹ Nhiều điều như thế Do đâu mà có Thưa quý vị Từ đệ tử quy Cảm ứng thiên Thập thiện nghiệp triển khai Tám dạng bốn ngàn oai nghi Bồ Tát quy nạp lại Sẽ là ba thứ này Mà triển khai ra Sẽ nhiều như thế đó Có một lần ở Úc, tôi phỏng vấn do Thái giáo. Trưởng lão do Thái giáo bảo tôi, họ có 600 điều giới luật. Tôi nghe xong rất quan hỷ. Tôi cũng mời ông ta giới thiệu cho tôi, mời họ tới học viện của chúng ta giảng về môn này để chúng ta học tập khuôn mẫu sống à, xa lão. cụ hạ tông thuyết, thông. Thông thuyết câu thông tức là tông môn lẫn giáo hạ đều thông chữ thông này chẳng dễ dàng Trong câu trước Bi trí sông giận Là nói đến đức hạnh của cụ Tông thuyết câu thông Là nói về học vấn Viên dung hiển mật Thiền tịnh ư nhất tâm Là nói về công phu Và cảnh giới của cụ Hiển giáo, mật giáo Thiền tông, tịnh độ. Bốn chữ này bao quát hết thảy những pháp do Thích Ca Mâu Ni Phật đã nói trong 49 năm. Chẳng sót thứ gì. Viên dung trong nhất tâm. Tuy là như thế, lão nhân gia chuyên hoàng trị danh niệm Phật nhiếp dạng đức. Đây là nói cụ phát đại Bồ Đề Tâm, phổ độ hết thảy chúng sanh. Dùng phương pháp gì? Dùng tịnh độ. Dùng phương pháp trị danh niệm Phật trong tịnh độ. Phương pháp này từ đâu ra? Từ Kinh Vô Lượng Thọ Từ Kinh Di Đà Từ Phép Quán thứ 16 trong Kinh Thập Lục Quán Phép Quán thứ 16 là trì danh niệm Phật Những cách khác gồm có Thật tướng niệm Phật Quán tượng niệm Phật Quán tưởng niệm Phật quán Đến cuối cùng là nói trì danh niệm Phật Trì danh là phương tiện rốt ráo Đây là hạ lão cư sĩ từ bi đến tột cùng Cụ dùng pháp môn này để nhiếp dạng đức vạn đức là trí huệ và đức tướng xứng tánh nơi quả địa như lai vị hoàng tịnh tông cố nguyện thử tịnh tông để nhất chi kinh phá trần sanh quang phá trần sanh quang là tỷ dụ do mong muốn bộ kinh bậc nhất của tịnh tông nhất định phải có bản tốt nhất phải có một bản tiêu chuẩn cho nên phải hội tập lần nữa hai lần hội tập trước kia đều có tỳ chết có sai lầm dẫu hay nhưng chưa viên mãn. Đó là điều đáng tiếc nuối. Cho nên lão nhân gia phát tâm hội tập lần nữa. Ký thử vô thượng chi điển Nhiêu ích đương lai Trong tương lai Hãy còn 9.000 năm nữa Thời mạt Pháp Là một dạng năm Kẻ học Phật chúng ta Chẳng thể không biết pháp dẫn của Đức Phật Có rất nhiều người nói tới Ngài Tận Thế Trong Phật Pháp không có cách nói này Pháp dẫn của Phật hãy còn 9.000 năm nữa những năm qua, tôi đã lớn tuổi, trí nhớ chẳng tốt lắm. Trước kia tôi nhớ rất rõ ràng. Các vị trẻ tuổi hãy kiểm xem. Theo ghi chép của người Trung Quốc, từ các chức tác của cổ nhân sẽ có thể tra ra. Từ lúc Thích Ca Mâu Ni Phật diệt độ cho đến hiện tại, tôi nhớ hình như là ba ngàn ba mươi mấy năm. Cụ thể là ba mươi mấy năm Thì các vị hãy kiểm xem Trong niên phổ của Lão Hòa Thượng Hư Dân Có nói ba ngàn ba mươi mấy năm Pháp dẫn của Phật Chánh Pháp là một ngàn năm Tượng Pháp là một ngàn năm Hiện thời đã qua hai ngàn năm Sau đó còn có mạc Pháp một dạng năm một dạng năm mới trải qua một ngàn lẻ ba mươi mấy năm Cho nên thời gian về sau vẫn còn dài Lẽ nào có ngày dịp giống Trong thời kỳ mạc Pháp dài như thế Phật Pháp có hưng, có suy Xưa kia, chương gia đại sư đã bảo tôi chuyện này Ngài bảo tôi Hiện tại Phật Pháp đã suy đến chỗ cùng cực nhưng chớ sợ sẽ hưng khởi Phật Pháp sẽ lại hưng khởi Có hưng, có suy Nhưng chẳng diệt Tới khi nào sẽ diệt Sau 9.000 năm Phật Pháp thực sự diệt Chúng ta tin Đức Phật chẳng giọng ngữ như Lai là đấng chân ngữ, đấng thật ngữ, đấng như ngữ, đấng không nói dối. Chúng ta tin tưởng Ngài. Vì thế, cụ Hạ Mông, bộ kinh này có được một bản tiêu chuẩn hoàn thiện vô cùng tốt đẹp. Bản này sẽ lợi lạc tương lai trong khắp 9.000 năm sau phát môn nào kinh điển nào thế cơ nhất phải là bộ kinh này trong bộ kinh này từng câu từng chữ đều do đức phật nói chẳng giả tí nào bản dịch gốc được dịch từ tiếng phạn trong bản tiếng phạn có rất nhiều chỗ khác nhau cho nên Thích Ca Mâu Ni Phật Chẳng phải chỉ tuyên giảng kinh này một lần Mà là tuyên giảng nhiều lần Nhìn từ năm bản dịch gốc Tối thiểu là ba lần tuyên giảng Chúng ta bị thất truyền bảy bản Chẳng thấy nữa Nếu cả bảy bản ấy hãy còn Có phải là còn có những chỗ chẳng giống nhau hay không? quý vị có thể tìm thấy bằng chứng chứng tỏ kinh này đã được giảng hơn ba lần đây là đức thế tôn vô tận từ bi chúng ta có thể hiểu rõ mới có thể sanh tâm cảm ơn chẳng do pháp môn này chúng ta sẽ chẳng thể đắc độ chắc chắn là vậy chúng ta có thể sanh lên trời nhưng không thể thoát khỏi lục đạo luân hồi Thoát lục đạo luân hồi rất khó Đoạn kiến tư phiền não chẳng dễ dàng Chẳng đoạn kiến tư Quý vị chẳng thoát khỏi luân hồi Sanh lên trời Thì có ai đã chưa từng sanh lên trời? Tất cả chúng sanh trên quả địa cầu này Quý vị nghĩ xem Có ai chưa từng sanh lên trời Trong quá khứ đều đã từng ở trên trời Hưởng hết phước trời Nghiệp chướng hiện tiền lại đọa xuống Chuyện là như thế đó Lên lên xuống xuống trong lục đạo Có người nào chẳng từng đọa địa ngục Có chứ trong các đồng học học phật của chúng ta có người đã đọa địa ngục làm sao biết do thôi miên nên biết người ấy được chuyên viên thôi miên đến mức độ sâu rồi hỏi bạn đang ở đâu trong địa ngục trạng huống của địa ngục khổ vô cùng chịu khổ trong địa ngục người ấy đi vào địa ngục mà cũng lên thiên đường thật đấy trong lục đạo đường nào người ấy cũng đều từng trải qua cho nên chẳng có chi là lạ lùng hiếm có cả liễu giải chân tướng sự thật này quý vị có biết con người có chết hay không không chết mà là luân hồi trong lục đạo cái thân xác thịt sanh tử nhục thân có sanh diệt đây là một hiện tượng bình thường linh hồn tức thần thức bất diệt. Thưa quý vị, linh hồn là mê, kim mê gọi là linh hồn, hệ giác ngộ chẳng gọi là linh hồn mà gọi là linh tánh. Linh tánh thì bất diệt. Chưa thoát khỏi lục đạo thì gọi là linh hồn, dược thoát lục đạo đèn gọi là linh tánh. Đó là ai? từ bậc a la hán trở lên chỉ cần quý vị thoát khỏi lục đạo luân hồi bèn là a la hán a la hán được gọi là linh tánh chẳng mê cho nên a la hán đắc chánh giác a nậu đa la tam miệu tam bồ đề là mục tiêu chung và duy nhất của người học Phật chúng ta à, học Phật để mong đạt được gì đạt được điều này dịch sang nghĩa hán a nậu đa la tam miệu tam bồ đề là vô thượng chánh đẳng chánh giác a la hán đắc chánh giác bồ tát đắc cao hơn chánh đẳng chánh giác sở đắc của phật có thêm vô thượng tức là vô thượng chánh đẳng chánh giác vô thượng chánh đẳng chánh giác vượt thoát mười pháp giới trụ trong cõi thật báo trang nghiêm của chư phật như lai chúng ta cũng thường gọi cảnh giới ấy là nhất chân pháp giới bồ tát cũng thuộc trong tứ thánh pháp giới của mười pháp giới đây là nói rõ với chúng ta Pháp dẫn của Thích Ca Mâu Ni Phật Hãy còn 9.000 năm nữa 9.000 năm sau Khi thế gian này không còn Phật Pháp Thật là khổ Phật, Bồ Tát Chẳng bỏ chúng sanh khổ nạn Cho đến lúc này Dù Phật, Bồ Tát chẳng hiện Vẫn có một vị đại diện Tôi nghĩ vị này Chư vị đều biết chính là địa tạng dương bồ tát à, thảo, ngài thay phật hóa độ chúng sanh đại diện cho phật mãi cho đến khi đức phật kế tiếp xuất thế đức phật kế tiếp là di lặc bồ tát hiện thời có rất nhiều lời đồn đại di lặc bồ tát đã giáng hạ thưa quý vị giả chất chẳng thể tin tưởng được di à, lạc bồ tát ứng hóa trong thế gian này là chuyện bình thường chẳng hiếm lạ tí nào trong các truyện ký của phật môn trung quốc đã ghi chép rất rõ ràng bố đại hòa thượng là Di Lặc Bồ Tát quá thân vào đời tống nay chúng ta thờ bố đại hòa thượng chính là thờ quá thân của Di Lặc Bồ Tát chúng ta thấy di Lặc Bồ Tát ở Tây Tạng hoặc thấy tượng Di Lặc Bồ Tát của Phật giáo Nam truyền ngài có hình dáng giống như quán Thế Âm Bồ Tát kề nhôm chẳng phải là dáng vẻ mập mạp này do ngài tị hiện tại trung quốc dùng hình dạng bố đại hòa thượng nên dùng hình dáng ấy để tạc tượng theo truyện ký ghi chép một quá thân khác của phó đại sĩ vào đời đường hiện thân cư sĩ đó là di lặc bồ tát tái lai Phật, Bồ Tát thường đến ứng hóa trong thế gian Nên dùng thân nào để độ được bèn hiện thân ấy Nói Di Lạc Bồ Tát Trưởng quản thiên bàn Hay Di Lạc Bồ Tát giáng hạ nhân gian làm Phật Đều là giả Di Lạc Bồ Tát sẽ giáng sanh cõi nhân gian làm Phật vào lúc nào Trong Di Lạc Hạ Sanh Kinh đã nói rất rõ ràng Năm mươi sáu ức bảy ngàn dạng năm sau Trong thời gian không có Phật xuất thế Địa tạng Bồ Tát thay mặt Chúng ta nhất định phải căn cứ trên những điều kinh điển đã ghi chép Đó là thật, chẳng phải giả Do Phật Pháp còn có thời gian tồn tại dài như thế Trong thời kỳ mạt Pháp Pháp môn này Sẽ dần dần biến thành Pháp môn chánh yếu Vì sao các Pháp môn khác tuy hay Nhưng chẳng hợp căng tánh Quý vị nương theo những Pháp môn khác tu học hết sức khó khăn Rất khó thành tựu nên tịnh tông biến thành chủ yếu Trở thành chủ yếu Mà nếu không có một kinh điển tiêu chuẩn Để chúng ta nương theo Đúng là rất đáng tiếc Do vậy mới có cảm Cũng có nghĩa là Nói do người tu hành Trong 9.000 năm của thời mạt Pháp Có nhu cầu Nhu cầu ấy là cảm Nên Phật Bồ Tát có ứng sự ứng ấy chính là cư sĩ hạ liên cư xuất hiện trên thế gian do chúng sanh có cảm ngài tới ứng hóa ngài tới thế gian này để làm chuyện gì để làm chuyện này chúng ta hiểu rất rõ ràng lão cư sĩ hoàng niệm tổ biết nhưng tôi không biết tôi thỉnh giáo cụ tôi hỏi rốt cuộc cụ hạ là vị nào tái lai cụ hoàng mỉm cười hiện thời phải giữ kín hiện thời chẳng thể nói được chẳng thể nói hiện thời cụ cũng đã khuất bóng rồi tôi chẳng hỏi ai được chắc chắn cụ hạ chẳng phải là phàm nhân quý vị hãy nghĩ xem vương long thư có phải là phàm nhân hay không ngụy mặc thâm có phải là phàm nhân hay không phàm nhân thì không thể làm được cụ hạ liên cư hội tập một bản viên mãn như vậy chúng tôi suy đoán nếu cụ chẳng phải là a di đà phật tái lai nhất định là quán thế âm bồ tát tái lai mới có trí huệ mới có đức năng để làm chuyện to lớn này điều này cũng giống như thầy lý thường nói với chúng tôi nói theo lý thì thông suốt nhưng trên mặt sự chưa có chứng cứ nhưng nói theo lý thì hợp lý lợi lạc tương lai nải kế tiền hiền trùng hành hội tập hiền tiền là ba vị trước đó trên thực tế là hai vị tức vương long thư và ngụy mặc thâm hội tập lần thứ ba đây là phiên bản thứ chín đoạn tiếp theo nói rõ tâm thái và những điều từng trải khi cụ hạ hội tập lần nữa cụ dùng tâm tư thái độ như thế nào bình khí vạn duyên chúng ta thường nói là buông xuống vạn duyên điều gì cũng đều buông xuống yểm quan tam tái nghĩa là bế quan trong thời gian ba năm dùng cách thức này để buông xuống hết thảy những thứ quấy nhiễu một mình trong phần sau cụ hoàng có viết một câu minh tâm cô nghệ đấy là chỉ có một người không có đồng bạn tịnh đàn kết giới là cụ chân thành thực hiện công tác hội tập ba năm sau hoàn thành bản thảo sau khi đã hoàn thành cảo kinh thập dịch nghĩa là trải qua mười lần sửa chữa phương khánh kinh thành kinh này mới thành tựu chẳng phải là ba năm bèn thành tựu ba năm mới hoàn thành bản thảo đầu tiên mất mười năm mới hoàn thành bản hoàn thiện này quý vị thấy ngài rất nghiêm túc đã biểu thị cho chúng ta thấy biểu thị ý nghĩa gì vậy mười phần thành kính Bèn được mười phần lợi ích Kinh này công đức viên mãn Chẳng thể có mãi may kinh mạng nào Dùng cái tâm kinh mạng Chắc chắn quý vị chẳng thể làm thành công Chắc chắn có tì vết Cụ hạ hội tập chân thành như vậy Nay chúng ta thọ trì Cũng phải dùng tấm lòng chân thành như cụ hạ Để thọ trì mới đạt được lợi ích Nếu chẳng có lòng chân thành như thế Quyển Kinh bày ra trước mặt quý vị Đọc tụng mỗi ngày Chẳng có lợi ích Chúng ta nhất định phải hiểu điều này Vì sao chúng ta học Phật Học lâu năm như thế Mà vẫn cứ hời hợp bộp chồng Trong tâm lý Vẫn đầy ấp tham sân si mạng nghi Học Phật đã lâu năm như thế Mà ngũ độc có giảm được vài phần hay chăng Không có Giống hệt như chẳng học Phật Thì kể ra vẫn còn chưa sao Sợ nhất điều gì? Bản thân ta mỗi năm mỗi lớn tuổi Càng phiền toái hơn Phiền não tập khí càng ngày càng nặng Nếu nếu là tình huống như vậy chính mình phải hiểu rõ chẳng tránh khỏi luân hồi luân hồi vào đâu đời sau ta còn có thể được làm thân người hay không vậy là phải hỏi quý vị quý vị tu thập thiện nghiệp ra sao trong kinh Đức Phật đã dạy chúng ta, trung phẩm thập thiện sẽ được làm thân người, đời sau vẫn được làm người. Quý vị hãy tự suy nghĩ, hãy dựa vào lương tâm của quý vị, để chấm điểm thập thiện nghiệp đạo của bản thân, có được 70 hay 80 điểm không? Có thể chấm đến 70 80 điểm, đời sau quý vị chẳng mất thân người. Nếu nói ta chỉ được 50 điểm Chẳng chắc ăn Cơ duyên đọa lạc vô cùng nhiều Nếu đạt điểm trọn vẹn Sẽ là dục giới thiên Đại đa số sinh về đâu Lên trời đau lợi Trời đau lợi thì phải được trọn điểm Thực hiện thập thiện nghiệp bằng cách nào? Đệ tử quy Đệ tử quy là bước đầu thực hiện thập thiện nghiệp 113 điều của đệ tử quy Quý vị có làm được hay không? Từ chỗ này mà suy nghĩ Quý vị sẽ run sợ Vì sao? Nếu chẳng thể giảng sanh Vẫn phải tiếp tục luân hồi Cơ duyên tam ác đạo quá nhiều duyên trong ba thiện đạo quá mỏng làm thế nào đây đáng sợ hay chăng đáng sợ có thể sửa đổi hay không vẫn chẳng thay đổi thì có sợ cũng vô dụng so với pháp sư oánh kha đời tống chúng ta kém xa người ta quả thật là kẻ xuất gia phá giới hủy phạm thanh quy tự biết do khởi tâm động niệm ngôn ngữ hành vi của chính mình chắc chắn sẽ đọa địa ngục sư sợ biết địa ngục khổ não hỏi đồng tham đạo hữu có phương pháp nào cứu giúp hay không bạn đồng học cũng tuyệt lắm tặng sư một quyển giảng sanh truyện bảo sư tự xem sư đọc bèn cảm động cứ xem một bài lại đau đớn khóc ròng tâm sám hối nảy sanh bèn hạ quyết tâm bế quan niệm phật ba ngày ba đêm chẳng ngủ chẳng ăn chẳng nghỉ ngơi một câu phật hiệu chân thành niệm đến cùng vì lẽ gì vì sợ nỗi khổ địa ngục cầu cứu mạng nên thật sự thực hiện. Ba ngày ba đêm niệm được A Di Đà Phật hiện đến. A Di Đà Phật thật sự từ bi. Quý vị thật sự tu, ngài sẽ thật sự quan tâm chăm sóc quý vị. A Di Đà Phật hiện đến bảo sư, ông còn thọ 10 năm nữa, hãy cố gắng niệm Phật, chờ tới khi ông đã hết tuổi thọ, ta sẽ đến tiếp dẫn ông. Oánh Kha nghe xong, bèn xin giới A-di-đà Phật, sư nói Con chẳng cần 10 năm thọ mạng, nếu con sống thêm 10 năm nữa Bản thân con không chống nổi dụ dỗ, mê hoặc, chẳng biết sẽ tạo bao nhiêu tội nghiệp Con chẳng cần 10 năm thọ mạng, nay con đi theo Ngài A-di-đà Phật thông tình đạt lý bảo sư Được, ba ngày sau ta đến đón ông Sự vui sướng mở toan cửa phòng bảo đại chúng Tôi niệm A-di-đà Phật ba ngày Cảm Phật hiện đến Ba ngày nữa A-di-đà Phật sẽ tiếp dẫn tôi giảng sanh Đồng tham đạo hữu trong chùa Ai nấy đều cảm thấy rất ngạc nhiên Thời gian ba ngày Coi bộ chẳng dài Xem ngươi ba ngày sau có giảng sanh hay không Nhưng nghe ra lời lẽ của ông ta chẳng giống như gạt người Dường như là thật sự có chuyện đó vậy Tới ngày thứ ba Sư yêu cầu đại chúng niệm Phật đưa sư giảng sanh Đương nhiên đại chúng vui vẻ Được rồi, Đều niệm Phật hồi hướng cho ông ta Niệm Phật chưa đầy một khắc Sư bảo mọi người A-di-đà Phật tới rồi Tôi thấy Ngài đón tôi đi liền tịch Thật sự đi Kinh Di Đà có nói Hoặc một ngày Hoặc hai ngày Hoặc ba ngày Là thật chẳng giả pháp sư oánh kha biểu diễn cho chúng ta xem thật sự sợ khổ địa ngục buông xuống vạn duyên nhất tâm niệm phật lập tức giảng sanh thọ mạng bao nhiêu cũng chẳng cần ở trong thế gian này đều là tạo nghiệp chỉ cần bản thân chúng ta buông xuống dứt bỏ muôn duyên thật sự làm ba à, năm, năm trước có một vị cư sĩ ở thâm quyến là một người còn trẻ ba mươi mấy tuổi tức ông hoàng trung sương à, nghe trong giảng sanh truyện có nói niệm phật ba năm bèn có thể giảng, giảng sanh Ông ta bế quan coi thử ba năm có thể thành tựu hay không? Ở trong quan phòng, hai năm mười tháng, còn thiếu hai tháng nữa mới mãn thời hạn. Ông ta liền biết trước lúc mất, giảng sanh, cũng không sanh bệnh. Sau khi hỏa tán lưu lại xá lợi, nay đang được thờ trong một tiểu đạo tràng tại thẩm quyến chứng minh cho chúng ta thấy ba năm thành tựu là thật chẳng giả ba năm trong quan phòng mỗi ngày ông ta niệm kinh vô lượng thọ một lần ngoài ra phật hiệu chẳng gián đoạn phương pháp tôi đã dạy ông ta là phương pháp do pháp sư đế nhàn đã dạy người đồ đệ làm thợ vá nồi niệm mệt bèn nghỉ ngơi chẳng phân biệt ngày hay đêm tỉnh dậy sẽ niệm tiếp thật sự làm được tâm vô nhị niệm chỉ một câu a di đà phật ông ta khác với người thợ vá nồi ở chỗ mỗi ngày niệm kinh vô lượng thọ một lần thêm vào một bộ kinh vô lượng thọ nhưng phật hiệu chẳng gián đoạn bèn thành công giảng sanh khó hay không chẳng khó vấn đề là quý vị có chịu buông xuống hay không mấu chốt là ở chỗ này dứt bỏ dạng duyên là câu mấu chốt chỉ cần làm được câu này là được rồi vì thế ở đây bằng sáu câu mỗi câu gồm bốn chữ giới thiệu tâm thái và sự từng trải trong hội tập của lão cư sĩ Hạ Liên Cư Sau khi kinh này được hoàn thành bản sửa chữa lần thứ 10 là bản hoàn thành Thủ mông, tông giáo, câu triệt, chi huệ, minh, lão pháp sư thủ trì, hội bổn nhiếp ảnh, ư Phật tiền vị tác chứng minh lão hòa thượng huệ minh là một vị đại đức trong phật môn thuở ấy trong bản in này không có bức hình ấy khi tôi in cuốn chú giải của cụ hoàng lần đầu phía trước có bức ảnh lão pháp sư huệ minh tay nâng cuốn sách này chụp hình trước phật đài để chứng minh Bức hình này rất dễ tìm Chúng tôi in ra với số lượng khá nhiều Luật Tông Đại Đức Từ Châu Lão Pháp Sư Kế Chi Chuyên giảng Thử Kinh Ư Tế Nam Tịnh Thân Vi Khoa Phán Khoa Phán là phân định kết cấu Đề cương và những chủ điểm trong một bộ kinh Nay chúng ta nói là phân đoạn Chia thành tầng lớp rõ ràng để giải thích bộ kinh này Sư Pháp Sư cư sĩ hoàng niệm tổ có tặng tôi bản khoa phán này của lão pháp sư từ châu chẳng phải là tặng bản gốc mà là bản sao chụp, tôi cất giữ tại úc Đọc khoa phán ta thấy Thuở ấy Pháp Sư Từ Châu giảng kinh này Tại Tế Nam Chẳng phải là giảng bằng bản hiện thời Bản hiện tại là bản hoàn thiện Đã được hiệu đính Trong lần tu chỉnh thứ 10 Bản do Ngài Từ Châu sử dụng Chính là bản trước của bản hiện tại Vì sao? Chúng ta xem bản hiện thời Cụ Hạ chia ra chương tiết Nhà Phật gọi là Phẩm Bản hiện thời có 48 Phẩm còn bản do Pháp Sư Từ Châu đã dùng thuở ấy Gồm 37 phẩm Tức là toàn bộ bản kinh được chia thành 37 phẩm Vì vậy cũng biết đấy chẳng phải là bản cuối cùng Tôi dựa theo bản khoa phán của Ngài Lấy nó làm gốc Để soạn một bản khoa phán rất tỉ mỉ Bản ấy đã được chỉnh lý hoàn thiện tức là bản khoa phán dựa trên bản hội tập kinh vô lượng thọ gồm 48 phẩm chúng ta có cuốn khoa hội được lưu thông rất rộng sau khi tôi viết xong đã tặng một quyển cho lão cư sĩ triệu phát sơ cụ triệu trông thấy hết sức vui vẻ bảo kinh vô lượng thọ nói chung đã được hoàn thiện quý vị thấy có bản hội tập, có chú giải của cụ Hoàng niệm tổ. Tôi có giảng ký, vì trong quá khứ tôi đã giảng 10 lần. Có giảng ký lại có khoa phán tỉ mỉ như vậy. Cụ nói, bộ kinh này điều gì cũng đều trọn vẹn. Vui vẻ vô hạn. Chúng ta đọc tiếp Tiên cửu phụ Mai Lão Cư Sĩ Tức Lão Cư Sĩ Mai Quang Hy Mai Lão Cư Sĩ là thầy của thầy Lý Bỉnh Nam Chúng tôi gọi cụ là Sư Ông Cụ Lý Bỉnh Nam học Phật Pháp với Mai Lão Cư Sĩ có quan hệ thầy trò. Ừ. Tại Trung ương Quảng Bá Điện Đài, Bá Giảng Thử Kinh, Sương Chi Vi Tối Thiện Chi Bổn, so với hai bản hội tập trước kia, bản này là hoàn thiện Nói cách khác, trong bản này không tìm được tỳ tì vết nào hậu, hậu phục ư kinh tự trung tán viết Cụ Mai có viết một bài tựa rất dài để giới thiệu bộ kinh này với đại chúng Bài tựa này hay vô cùng. Trong ấy có những câu như thế này. Tinh đáng minh sát. Tạc nhiên hữu cứ. Tinh là tinh yếu. Đáng là thỏa đáng. Minh là minh bạch Xác là xác thực Sau khi quý vị đọc lời tựa về bản kinh này Từng câu từng chữ đều khẳng định Quý vị sẽ không nghi hoặc Tạc nhiên hữu cứ Là dựa theo năm bản dịch gốc Không hề sửa đổi mảy may ngay cả tên kinh cũng chẳng sửa đổi tựa đề của kinh cũng là hội tập đến phần sau chúng ta sẽ thấy vô nhất nghĩa bất tài nguyên dịch chi trung vô nhất cứu vật xuất bổn kinh chi ngoại hai câu này cho thấy bản hội này đã sửa trừ khuyết điểm trong hai bản hội tập trước đó quả thật đã tùy thuận cách dịch tự mình chẳng dùng ý kiến của chính mình để sửa đổi một chữ nào gian sáp trầm hối đây là nói về những chỗ trong bản dịch gốc gian là gian nan rất khó đọc sáp sáp là khó hiểu trầm là quá sâu hối cũng là không dễ gì hiểu rõ trong các bản dịch gốc có những khuyết điểm này. Đây là lý do vì sao kinh này chẳng được lưu thông rộng rãi. Đó là vì khi phiên dịch để dùng những văn tự như thế. Quả thật, Phụ Hoàng đã miêu tả khá chính xác. gian sáp trầm hối. Quý vị đọc các bản dịch gốc sẽ nhận thấy rất khó hiểu lắm. Còn bản của cụ hạ thì sao? Sử chi sản lãng Cụ hạ gạt bỏ những chỗ gian sáp trầm hối này Đây là thủ xã Là sự chọn lựa cân nhắc trong khi hội tập Phạm những chỗ nào khó khăn Tối nghĩa trúc trắc cụ không dùng Cụ chọn lấy những chỗ rất sáng sủa, trôi chảy Khiến quý vị đọc sẽ cảm thấy rất thoải mái như trong hiện tại chúng ta đọc bản này quý vị đọc thấy thoải mái lắm không cảm thấy kinh gian quá sâu mà cũng chẳng khó hiểu ý nghĩa đều rất rõ rệt không có chỗ nào tối nghĩa này khó có lắm phiền phức trầm mạng chúng ta gọi điều này là cà kê rườm rà trùng lập vì người ấn độ thích lập đi lập lại không như người trung hoa người hoa chuộng đơn giản dễ hiểu còn người ngoại quốc chuộng lặp đi lặp lại lặp đi lặp lại cũng có lợi vì sao khiến cho quý vị nhớ sâu hơn do vậy nó cũng có lợi người hoa từ xưa đến nay đòi hỏi giảng yếu tường minh tức là ngôn ngữ văn tự đều phải tuân theo nguyên tắc sau đây phải đơn giản nêu lên được ý nghĩa chánh yếu cốt lõi lại còn rõ ràng vừa phải dễ hiểu Giảng yếu tường minh là vừa chi tiết vừa rõ ràng Phải hội đủ bốn tiêu chuẩn này Vì thế Khi đọc những thứ của Trung Quốc Có thể đọc nhiều Chứ đọc Kinh Phật rất khó Trong toàn bộ Đại Tạng Kinh Những chỗ gian sáp trầm hối Phiền phức trầm mạng Được nhắc đến ở đây đúng là rất nhiều Bản hội tập của cụ hạ Quy ư giảng khiết Lăng loạn tỉ thành chỉnh nghiêm Tức là cụ hạ đã điều chỉnh rút gọn Khuyết sơ tất linh viên mãn Những chỗ khiếm khuyết Cụ bèn sắp xếp bổ sung ý nghĩa Khiến cho độc giả đọc đến sẽ thấy ý nghĩa viên mãn Công việc này chẳng dễ thực hiện Lão nhân gia làm suốt 10 năm Chẳng phải là hội tập cẩu thả hời hợt Mà suốt 10 năm Mỗi ngày đều nghiên cứu và tu đính Tất kỳ hữu mỹ giai bị Vô đế bất thâu Tuy dục bất vị chi thiện bổn Bất khả đắc giả Đây là lời Đại sĩ Mai Quang Hy Đánh giá bản hội tập này Cụ hạ hội tập quá khéo Quả thật là do năm bản dịch gốc ghép lại quý vị thấy bản này hay lắm mà nay còn có kẻ hoài nghi đó là gì đó là nghiệp chứng kẻ ấy có chướng ngại phiền não tập khí Chẳng liễu giải bi trí hoàng nguyện Của lão cư sĩ Hạ Liên Cư Người ta đến thế gian này để làm gì? Đến để thị hiện Tốn thời gian suốt 10 năm nơi bộ kinh này Để làm chuyện hội tập này Đến để thị hiện Cụ biết pháp môn này Bộ kinh này Trong thời gian dài đến 9.000 năm sau như thế Sẽ khiến cho vô số chúng sanh Do pháp môn này mà đắc độ Đây là bản kinh tiêu chuẩn Cụ vì chúng ta làm chuyện này khó có ngần ấy hy hữu giường ấy chúng ta đã biết thì phải tri ân có tri ân quý vị mới biết báo ân chúng ta dùng gì để báo ân y giáo phụng hành trong một đời này quyết định giảng sanh tịnh độ đến thế giới cực lạc gặp cụ hạ liên cư đó là báo ân cụ đã tiếp dẫn chúng ta Ư thị tiên sư hội bổn vấn Thế Dĩ Lai Bất hỉnh, nhi tẩu Hỉnh là bắt chân Không có chân mà đi được Có nghĩa là được truyền bá rất nhanh Thật ra cũng chẳng phải là chuyện đơn giản như thế hoàng lão cư sĩ bảo tôi thầy tôi là cụ hạ liên cư bảo trong tương lai bản hộ tập này sẽ từ hải ngoại truyền vào trong nước trong lúc đó mọi người bọn họ đều cảm thấy chẳng biết nói làm sao làm sao có thể như thế được sau này gặp tôi Thật sự là từ hải ngoại truyền vào trong nước Chúng tôi là người đầu tiên hoàng dương tại hải ngoại Chỉ có hai ba bản đưa về Đài Loan Thầy tôi là lão cư sĩ Lý Bỉnh Nam nhận được đọc lời tựa do thầy mình là cụ mai quang hy viết dài như vậy ở đầu sách cho nên hết sức nghiêm túc học tập do vậy cụ bắt đầu giảng kinh này tại đài trung giảng bằng bản này cụ có viết lời mi chú khi lão nhân gia bắt đầu giảng bản này tại đài trung tôi vẫn chưa học phật sau này tôi đã học Phật tới đại trung quen biết cụ cụ tặng cho tôi bản ấy tôi đọc xong hết sức quan hỷ thật đấy vì lời chú giải của cụ rất rõ ràng phân đoạn rất rõ đệt tôi đã toan giảng kinh này nhưng cụ bảo thời tiết nhân duyên chưa chín mùi nhưng hôm nay đã hết thời gian rồi chuyện này để đến mai tôi kể tiếp khó khăn trùng rùng hiện thời chẳng còn nữa Hiện thời đối với bản này Mọi người chẳng còn nghi hoặc nữa Đã được quốc gia khẳng định Tại Trung Quốc Cục tôn giáo nhà nước đã chấp nhận Nay chẳng còn ai dị nghị nữa Thật sự trở thành bản hoàn chỉnh trong tịnh tông Hôm nay học tới đây Cảm ơn mọi người